Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trải nghiệm xe VF8 mẫu trên đất Mỹ Ngày 19 tháng 2, một status trên trang Facebook Tiến Nguyễn gây chú ý có tựa đề Thử ngắm xe VF8 Nội dung bài viết cho thấy gia đình tác giả lên khu Century Mall mua sắm và tình cờ nhìn thấy hai chiếc xe VF8 đặt ở đó để quảng cáo. Tác giả muốn xem thử chiếc xe này tay sợ mắt nhìn biết đâu có thể bớt thành kiến với nó hình ảnh bài đăng trên trang Facebook cá nhân của tác giả tác giả đi một vòng xem bên ngoài và nhận xét nói chung thì nhìn cũng khá sexy sau khi mở cốp trước cốp sau xem sao thì nói chung tác giả có cảm giác thế này những nơi khuất mắt trong coi thì làm ẩu ngược hẳn với vẻ bề ngoài vật dụng trong cốp xe là có chất liệu rẻ tiền nhựa mỏng lót vải nỉ xù xì cả đến chỗ nối bình điện xem cũng rất thô sơ vẻ ngoài cũng thế nói chung thì được nhưng có cái tay cầm mở cửa xe thì nó không ăn nhập gì đến design nói chung nếu toàn vẽ chiếc xe cốt làm cho thanh thì cái tay cầm nó lồi ra như cái quay nồi như chiếc xe rẻ tiền hàng mấy chục năm trước tác giả so sánh cái quay nồi của VF8 với các dòng xe khác thì thấy từ cách đây cả chục năm người ta đã làm cho cửa xe lõm xuống khiến cho tay mở cửa chỉ nhô ra rất ít. Các xe gần đây như Tesla, nó làm ẩn hẳn, phẳng lì trên cửa xe, nhấn vào thì nó mới lộ ra trông rất thanh, đó là bề ngoài. Còn bên trong nội thất thì ok, ghế da, da chất lượng tốt, nhìn hầm hố hơn chiếc Tesla Y e của tác giả. Thế nhưng dáng vẻ đó là do với Model Y, e. chứ nếu so với Model SX của Tesla thì nội thất VF8 không cùng đẳng cấp. Dẫu sao thì tác giả cũng cho điểm là ok. Tiếp đến tác giả tấy máy thử nghịch với màn hình xem sao. Nhưng vừa bấm máy nhát, nó nhảy lên màn hình báo lỗi. Electric Park brake Fault Service Required. Lỗi phanh tay điện yêu cầu dịch vụ. Tác giả cảm thán thấy mẹ, cái thắng nó hư rồi, thôi cũng không sao. Và tác giả tấy máy bấm tiếp. Nhưng vừa bấm hai phát, nó lại báo lỗi. Lần này lỗi khác, thực sáng tạo. Emergency Call System for Service Require lỗi hệ thống khẩn cấp yêu cầu dịch vụ lần này là lỗi nghiêm trọng hơn nó hiển thị màu đỏ le đỏ lét tác giả hoảng hốt cảm thán lần nữa má ơi thấy ghê quá không dám tới máy tiếp lỡ nó cháy nổ thì tiêu tác giả vô cùng ngạc nhiên thốt lên xe này là xe mới toanh hơn nữa là xe biểu diễn để câu khách bởi thế nó phải được chăm chút kỹ lưỡng không để lộ hàng nhưng thế này thì cũng như cô ca sĩ ẩu đến nỗi bước ra trước ánh đèn sân khấu mà để mặt mộc, đầu tóc bù xù không chút phấn son, còn ho sù sụ như người mắc Covid. Hình ảnh tác giả với chiếc xe mẫu, tác giả ngán ngẩm xuống xe. Cô bán hàng người Mexico đon đã, hỏi han What were you thinking about the car? You like it? Bạn nghĩ gì về chiếc xe này? Bạn có thích nó không? Họ nổi ghê, nên tác giả trả lời nước đôi. It's really cute but I prefer Tesla Model Y. It's much more cheaper than the VF8. Nó thật dễ thương, nhưng tôi thích Tesla Y hơn, nó rẻ hơn VF8. Cô bán hàng cũng cười, có vẻ đồng ý và cảm ơn tác giả vì thành thật. Tác giả chỉ cho cô ấy xem màn hình lỗi và hỏi tại sao. Cô ấy lúng túng bảo, thì chắc tại xe để đây, cửa mở toan nãy giờ, chắc nó sắp hết điện. Tác giả nhận xét, rõ ràng là cô ấy nói đại và cảm thấy buồn cười nhưng cũng thông cảm bởi nếu tác giả đứng đây bán hàng thì cũng phải tìm cách giải thích cho qua chuyện tác giả nói với cô nhân viên bán hàng tác giả cũng là kỹ sư thấy mấy lỗi này tác giả biết ngay lý do cô biết sao không tác giả hỏi và trả lời vì mấy thằng kỹ sư vinfast nó bị thúc phải ra sản phẩm cho thiệt lẹ nó cắm đầu cắm cổ làm cho xong nên nó làm ẩu tả kệ miễn sao xong thì thôi cuối cùng tác giả kết luận Sản phẩm như vậy mà mang ra đây biểu diễn, làm khổ nhân viên bán hàng, anh thông cảm với nỗi khổ của nhân viên sales lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.D chấm với bản tin trải nghiệm xe VF8 mẫu trên đất Mỹ. Ngọc Thơ Thời Báo.D chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Còn ai tin vào lời kêu gọi phản biện của đảng? Ngày 16 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị lãnh đạo Đảng, nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và nghệ sĩ nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023. Truyền thông nhà nước đưa tin, ông Thưởng phát biểu cho rằng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và nghệ sĩ nước nhà đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh và tương lai dân tộc. Ông thưởng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc trong vận hội mới. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin về hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc và toàn thể các cấp thực sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học văn nghệ sĩ đối với những vấn đề của đất nước. Bình luận về sự kiện này, AFA nhận xét phát biểu của ông thưởng lần này không gây ra một làn sóng tranh luận nào trong giới blogger và cư dân mạng xã hội. Lý do được một số người nêu ra là họ đã quá quen với những phát biểu như thế của các lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng thời dẫn chứng câu nói của cố tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. AFA dẫn lời, bác sĩ Đinh Đức Long cho biết, cách đây mấy năm, ông Võ Văn Thưởng có nói là sẽ sẵn sàng đối thoại với trí thức, cũng như những người phản biện, nhưng mấy năm qua có thấy ông thực hiện đâu. Ông không thực hiện mà cũng không có thanh minh là tại sao chưa làm hoặc không làm, đâu ai còn tin được nữa. Hình ảnh bài viết trên AFA, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người luôn có những bài viết phản biện về những vấn đề của đất nước, cho rằng phát biểu của ông thường trực ban bí thư võ văn thưởng chỉ là một cách đặt vấn đề thường thấy chứ không phải là cách giải quyết vấn đề ông nói với afa rằng các nhà lãnh đạo việt nam thường quăng ra một câu mà nó chỉ mang tính đặt vấn đề chứ không giải quyết được vấn đề chẳng hạn như ông nguyễn phú trọng nói rằng chúng ta chống tham nhũng nhưng chống tham nhũng phải thật nhân văn không ai biết chống tham nhũng nhân văn là như thế nào cả họ nói đồng bào là khúc ruột ngàn dặm và hòa hợp hòa giải sẽ là một trong những tiến trình đi tới nhưng đi tới như thế nào thì không thấy nó chỉ là cách đặt vấn đề để làm sáng bộ mặt của nhà nước còn cách giải quyết vấn đề thì rất mơ hồ thực sự là không có người ta luôn đặt ra những vấn đề để cho thấy rằng đất nước đang chuyển động nhưng những chuyển động đó hoàn toàn bế tắc và không có chuyển động nào thực chất hết AFA dẫn lại việc rất nhiều nhân sĩ trí thức lên tiếng phản biện những chính sách bất hợp lý của nhà nước, đóng góp cho nhà nước những ý kiến nhằm đưa đất nước đi vào quỹ đạo văn minh, dân chủ, tất yếu của thế giới, đã bị bắt, bị tù với những tội danh bị cho là hết sức mơ hồ. Những người được nhắc đến là tiến sĩ luật Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển BLD, một nhà phản biện nổi tiếng bị bắt cuối năm 2022 và bị khởi tố vì tội trốn thuế theo Bộ Công an. Và một người nữa là ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Sena, bị công an bắt hôm 2 tháng 2 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. AFA dẫn lời nhạc sĩ Lê Thiệu cho biết, từ trước đến giờ thì về mặt truyền thông, những nhà lãnh đạo đều nói rằng cần những trí thức đóng góp cho đất nước, nhưng đó chỉ là những hình thức chứ không có thật. Những đóng góp của họ không áp dụng được vào cái xã hội này. Những đóng góp đó rồi sẽ bị bỏ qua hết vì nó bị cho là sai chủ trương của nhà nước nên họ đâu có chấp nhận, cũng đưa lên mạng xã hội, cũng đưa lên truyền thông nhưng rồi cũng bị quên lãng chứ không áp dụng, không thực hiện được. Giáo sư Mạc Văn Trang cũng nêu quan điểm với AFA. Ông ấy nói nhưng ông ấy chả có quyền gì với bộ phận an ninh thì nó lại khác. Thế cho nên ổng cứ nói như thế, nếu trí thức nào mà phản biện thì bị coi là phê phán chính quyền và bị bắt luôn. Việt Nam vẫn luôn xếp gần chót bản. Trên bản xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới của tổ chức phóng viên không biên giới. Năm 2022, Việt Nam xếp ở vị trí 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có 41 nhà báo bị bỏ tù. Đồng thời, Việt Nam bị xếp vào nhóm chót bảng về tự do ngôn luận trong phúc trình của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 11 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Còn ai tin vào lời kêu gọi phản biện của đảng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê